rồi bây giờ cái công việc đầu tiên là chúng ta phải download được cái ứng dụng Kodi về. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tải nhé. cái Kodi này mọi người đều sử dụng để vào xem TV đấy, để nó đấy. rồi chúng ta gõ từ Kodi đúng không ạ? chúng ta tải xuống. cái này thì Kodi này thì chắc chắn rồi nó là một cái cái trình phát đa phương tiện hợp lệ ở trên này nên là nó sẽ không bao giờ nó bị xóa cả mấy cái thằng lớn cấn kia là như mình nói là nó là uh, không thống nhất ở cái nền tảng TV nên là nó sẽ bị xử Google họ xóa ngay. Bây giờ là cái kho CS của đây bây giờ là khá là sạch sẽ, không có những ứng dụng lớn cấn nữa đâu ạ. Rồi bây giờ chúng ta vào uh, mở cái đi lên, cài xong rồi đúng không ạ? Đầu tiên thì con tôi lưu cho phép các bạn cứ nhấn cho phép đó ở trên một số bốc thì nó thoát ra thì các bạn cứ mở lại. đấy bây giờ các bạn cái công việc đầu tiên thì các bạn cứ chuyển sang tiếng việt thì đã, tại vì một số bác có thể là cũng không biết tiếng anh, đấy cũng là cái cái ngôn ngữ công nghệ này nó cũng khác nên là không giống nên là các bạn cứ chuyển sang tiếng việt thì cho nó dễ hiểu. rồi chọn tiếng việt. Yeah, bây giờ nó chuyển sang giao diện tiếng việt rồi, thì cái đầu tiên các bạn muốn À, đào đoán được về thì các bạn làm theo như hướng dẫn của tôi nhé. Các bạn vào cái phần cài đặt này, thì vào cái phần quản lý tập tin. À, nó hơi rườm rà một chút nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng cái cách đúng một để cho các bạn. Như, như các bác nào mà nào là khó khăn đấy thì các bạn có thể là làm theo từ từ theo tôi. Tôi làm nhanh quá thì các bạn cũng có bảo là ông ông này làm nhanh quá. <laughs> còn thì ông nào mà lại bảo tôi uh, một số bác lại bảo cái, cái ông này nói nhiều quá nhưng mà các bạn phải biết là để giải thích cho các bạn thì các bạn chi tiết thì tôi tôi phải nói uh, dẫn dắt từng những cái vấn đề một thì uh, kể cả những cái thao tác như thế này cũng phải hướng dẫn các bạn làm sao để cho nó dễ nhất có thể mọi người đều làm được và quản lý tập tin thì ở đây nó sẽ có hai cái cửa sổ bên trái và bên phải như thế này giống hệt nhau thì bây giờ chúng ta uh, sang bên tay phải Đấy, chọn vào cái uh, thêm nguồn chọn vào thêm nguồn nhé thì ở đây nó hiện lên một cái như thế này thì chúng ta bấm vào duyệt sau đó chúng ta vào cái lưu trữ ngoài sau đó thì ở đây nó sẽ có cái mục download ở đây chính là cái mục thư mục download ở trên hệ thống ở trên cái album này trong cái thư bộ nhớ trong kích vào chọn vào download Đấy, ở đây thì nó không có cái gì đúng không ạ nhấn ok <laughs> và tiếp theo ở bên dưới này nó điền cái mục download này chúng ta cũng nhấn ok Bây giờ các bạn thấy là ở hai bên thì nó xuất hiện cái thư mục download như thế này hiện ở đây đấy. tiếp theo chúng ta sang bên tay trái chúng ta thấm vào thêm nguồn thì ở đây chúng ta không bấm vào duyệt nữa và ở đây nó có cái chữ không như này chúng ta chọn vào chữ không sau đó thì nhấn ok vào kích cái nút ok ở giữa này đấy. sau đó thì nhập cái đường dẫn như thế này đây là một cái đường dẫn của trang web của tôi tôi để sẵn mấy cái apk mà các bạn hay sử dụng ấy. tôi để ở đấy để cho các bạn tiện thì các bạn tí nữa tôi sẽ hướng dẫn thêm chúng gõ như thế này http http 2.2 gạch chéo uh, zipo gõ r e p o gõ đúng như tôi này nhá zipo chấm uh, đại việt pda.com đại việt pda là cái tên miền uh, domain của trang web của tôi Ừ. khi tôi làm những cái video này thì tôi lại rất là ngại những một số bác mà đã biết biết từ dở ngương rồi, giờ, ương rồi ấy, vào bình luận nên là cũng hơi bực à, APK biết rồi sao mà ông này ông nói lắm thế lắm thì ông các ông không biết thì để cho người khác họ xem Tại vì có phải là ai cũng biết hết được đâu ạ à? từng cái chỗ gõ này cũng phải giải thích chi tiết thì các bác tuổi già ấy, ở những cái, cái, cái video của tôi à, đều là những cái bác lớn tuổi vào đây xem nên là chúng ta bình luận hay gì chúng ta phải để ý ông biết rồi thì để người khác <laughs> đúng không đấy, khi các bác nhấn ok rồi ạ thì nó sẽ điền thêm cả cái abk này điền sẵn này thì các bác nhấn vào ok ạ đấy, nhấn ok thì bây giờ nó sẽ hiện ra cái abk như thế này ở hai bên đều có thì bây giờ cái cách để mà download như sau những các bạn ở à, sang bên tay phải này kích vào cái thư mục download <laughs> ở đây thì trước đây tôi đã download mấy cái đây rồi có lẽ là tôi tôi sẽ xóa bỏ để, để hướng dẫn cho nó dễ nhé đây tôi sẽ vào là làm lại từ đầu nhá ở bên tay phải thì vào mục download này đấy, nó trống trơn như thế này chưa có gì thì chúng ta sang cái bên tay trái chúng ta vào cái mục cái apk tức là cái nguồn của tôi vừa add đấy vào kích vào à, thì nó hiện ở đây nó có ba cái apk mà tôi để sẵn ở trên trang web của tôi thì các bạn có thể làm cách sau để download các bạn nhấn giữ vào nút ok ở trên điều khiển Đấy. khi chọn vào cái vệt xanh như này ví dụ chúng ta chọn vào cái app toy tv này à, dưới đã chỉnh duyệt Chrome và pu cái pu dưới này cũng là một cái bản cũ chúng ta có thể download như bình thường như ngày xưa Đấy. 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 cái bản này là, là, là bản cũ nhé không phải giống cái bản cf play nên là chúng ta có thể download được Đấy, ví dụ như tôi download cái app toy tv này nhá tôi chỉ download một cái nhá còn nếu các bạn sử dụng pu hay gì đó thì các bạn có thể cài download sau kích vào nhấn giữ vào nhấn giữ vào nút ok hoặc là chúng ta nhấn vào cái nút menu ở trên điều khiển này nút ba gạch này hoặc là nút ok cũng được nhấn giữ vào nút ok thì sau đó thì nhấn vào sao chép nó gọi sao chép chúng ta đây bây giờ chúng ta nó hỏi là bạn muốn sao chép tập tin hay không thì chọn có thì bây giờ nó sẽ tải về Đấy, nó tải về sao chép về sang cái thư mục download của Android Box. Rồi nó ta chỗ này Bây giờ tôi, tôi, tôi download luôn cái thằng Puffin này nữa Sao chép Cái này là chính là cái download ấy. Gọi là sao chép nhưng nó download từ trang web của tôi Về cái underbox của các bạn và các bác Đấy rồi ok à, Bây giờ đã xong thì chúng ta thoát vào thằng Cody này đây. Nhiệm vụ của chúng ta là, đã xong rồi Đấy. Giờ vào cái một cái trình duyệt uh, uh, Quản lý file bất kỳ Ví dụ như là file browser mặc định Ở trên những underbox tôi bán ra đều có hoặc là cái Xplorer các bạn có thể download ở trên lây hoặc là ở trên thằng kv 3 Micron kv 3 nó có sẵn cái trình duyệt FX rồi đấy, nó cũng vào đấy đều được, đều vào đều giống nhau hết rồi, nó là cái quản lý file đấy, để duyệt file, rồi chúng ta vào cái mục download mà chúng ta vừa tải về, đấy, chúng ta cài ra thôi, cài thằng Ufin này trước, Ufin là chính là cái trình duyệt mà bản cũ trước đây ấy, chúng ta có thể download được, hai nữa là thằng App TV, chúng ta cứ cài cài ra. Avod TV chính là cái kho ứng dụng mà mục đích là chúng ta để download được thêm những ứng dụng khác ấy. Đấy, bây giờ chúng ta có thể đã có cái trình duyệt Puffin có thể download ok rồi, đấy. À, và App Store TV, đấy. Rồi, Puffin nhá, vào Puffin trước nhá. Puffin này là phiên bản cũ. Bây giờ tôi vào luôn để xem nó có download được không nhé. À bây giờ tôi vào luôn cái trang đại việt pd com của tôi. Cái trang này các bạn nếu mà các bạn là dùng Android Box thì các bạn cũng nên À, tham khảo cái trang này của tôi. Tôi có để vài những cái chương trình mà APK hay là những cái bài viết chia sẻ về Android box ở trên này. À, khi rảnh rỗi thì tôi mới có thời gian tôi viết chứ không phải lúc nào cũng có thời gian viết ạ. Nên là nó cũng thông tin nó cũng chưa phải là cập nhật thường xuyên được. À, vừa nãy tôi bị out ra là do là nó hỏi lần đầu ạ thì như các bạn biết là một số Android box nó sẽ bị out ra lần thứ hai là sẽ lắp lại bình thường. đây tôi sẽ ra lót lại nha, đấy nó bắt đầu tải về tức là bây giờ chúng ta có thể tải ngon này rồi thôi à, video nó cũng rất là dài rồi nhưng mà tôi uh, cũng muốn là làm làm sao mà chia sẻ cho các bạn uh, hướng dẫn tất cả mọi người đều có thể sử dụng được cái uh, cái cách uh, hướng dẫn của tôi chứ nếu mà một số bạn mà uh, có 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 chút hiểu biết rồi ấy, thì các bạn có lẽ là cũng không cần xem video này đúng không ạ? Nhưng mà à, đây là tôi hướng dẫn những cái người những cái bạn mà mà nó không có cái nhiều cái công cụ hoặc là chúng ta là những người dùng thần túy thôi chứ không phải là như mấy cái anh chàng mà hay nghiên cứu hay là mấy cái, cái bác mà làm về kỹ thuật thì chắc chắn là